hùng lê xin được kính chào quý anh chị, nhà đầu tư rất vui được đồng hành và gặp lại cùng với anh chị em bản tin tuần trên kênh chứng khoán chiến binh tương tự có sóng vào ngày thứ sáu hàng tuần thì hôm nay là chiều thứ bảy không phải là ngày thứ sáu nữa bởi vì ngày hôm qua ngày thứ sáu thì hùng cũng có một cái câu chuyện và uh, kể cả tất cả anh chị em ở trên team của hùng lê thì hùng lê cũng xin phép vắng mặt và uh, chia sẻ rất vui với mọi người đấy là uh, đi chuẩn bị tiền Đó, đang ngày hôm qua là chuẩn bị tiền và đầu cơ đầu cơ con cổ phiếu có ba chữ cái là chữ N đứng đầu, chữ H thứ hai và chữ A thứ ba. con cổ phiếu này cũng đang rất là đẹp các anh chị, đang dồn tiền để đầu tư nhưng mà uh, mọi người uh, nó nó là một cái sự song trùng, nó là sự song trùng nhưng mà cổ phiếu nha này là đang là khá là đẹp. cổ phiếu nhà thì đẹp rồi, nhưng cổ phiếu nha thì cũng đang khá là đẹp. Uh, và uh, nội dung của bản tin tuần này thì chúng ta vẫn như vậy thôi. Uh, chúng ta sẽ có ba cái nội dung chính ba nội dung chính phần thứ nhất thì Hùng lê cùng với các anh chị em chúng ta sẽ đi <laughs> phân tích các cái danh mục rất là cơ bản của team của chúng ta à, thường xuyên phân tích ở trong các cái bản tin tuần và nó như là một cái mạch thời gian ở à, tuần này nó chảy sang tuần khác và cái tín hiệu của ở à, tuần này thì nó bắt nối với tín hiệu của tuần khác phần thứ hai thì Hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ có một vài cái đánh giá về xu hướng à, cái kịch bản phân tích trong tuần vừa qua tức là tuần video số 187 và phần thứ ba thì cũng sẽ cùng với các anh chị em À, chúng ta sẽ đi uh, có một vài cái dự báo về xu hướng thị trường trong tuần mới Và trong bản tin tuần này thì ông Lê sẽ dành khoảng 5 đến 10 phút Là chia sẻ tâm lý hành vi của nhà đầu tư Và chia sẻ tâm lý hành vi của đội cá mập Thì uh, nếu như anh chị em nắm được cái quy luật này Thì chúng ta sẽ phân tích uh, nó sẽ khá là sát cái xu hướng của thị trường thì um, chúng ta vẫn như vậy thôi chúng ta có hai kênh để chúng ta tương tác với nhà đầu tư kênh thứ nhất đấy là chứng khoán chiến binh lên từng có sóng à, kênh này thì đã rất là quen thuộc với anh chị em nhà đầu tư một tuần chúng ta sẽ có một bản tin và kênh thứ hai là kênh hùng lê chứng khoán thì uh, căn cứ uh, những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần thì cũng sẽ đi uh, phân tích có những cái bản tin phân tích ngắn thì uh, sơ bộ như vậy để các anh chị nắm được uh, cái nội dung của chúng ta OK, thì bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần nội dung đầu tiên đi phân tích một số các cái danh mục các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản các anh chị nhé. Cổ phiếu nha này đang khá là hay, anh chị em có thể tham khảo để chiến đấu. C2, C2 trong tuần vừa qua thì C2 chính thức đạt vùng giá mục tiêu 20.7 và tiệm cận đến cái target kỹ thuật 21. À, trong phiên ngày thứ sáu thì nó có cái sự nhún nhảy à, tương đối là mạnh. À, tuy nhiên à, trong ngắn hạn thì 19.7 đến vùng 20 vẫn đang là vùng hỗ trợ tốt. Mục tiêu thì chúng ta vẫn à, tiếp tục ngắm cái xu hướng đó là đánh vùng 20.7 đến vùng 21 của tuần tiếp theo và nhịp à, này thì đang hóng lên khoảng quanh vùng 22. À, heo heo đất, heo đất, heo heo đất, heo vàng. Uh, Dabaco Dabaco thì chúng ta vẫn đang kỳ vọng ở mục tiêu 27 27.3 Tuy nhiên cái target này chưa đạt được nhưng target 26 thì nó đã đạt được ở khoảng 3 tuần nay đó tuần này thì trong phiên giao dịch của ngày thứ năm thì Dabaco tiếp tục đánh đến vùng 26 Tuy nhiên là không giữ được ở cái mức cao nhất và một cái điều dễ hiểu, một cái điều dễ hiểu là chúng ta quan sát tín hiệu đường MACD thì chúng ta thấy rằng ở trong thời điểm hiện tại thì bắt đầu kể từ phiên giao dịch của ngày 17, 17 tháng 7 thì cái xu hướng của nó bị suy yếu đi, chính vì vậy nên là nó sẽ sideways ở trong một biên hẹp và chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu tiếp theo. ngắn hạn thì có vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây anh chị nha 24 24.5 và vùng cảng kỹ thuật ở khoảng 26 27 27.3. Thì các anh chị có thể tối ưu hóa ở uh, trong nhịp đó. Uh, nếu như mà chúng ta mà có có vị thế rồi thì cứ hỗ trợ chúng ta cân và kháng cự chúng ta bán. Cổ phiếu VPG thì trong tuần vừa qua VPG đã xây ở vùng 20.4 rất là tốt và nó đang cố gắng tiệm cận đến cái vùng cảnh kỹ thuật 22. mục tiêu thì hùng vẫn có không có thay đổi về cái target kỹ thuật của cổ phiếu này đâu. Chúng ta vẫn tiếp tục ngắm target ở vùng 22. cổ phiếu SMC cũng có một cái tuần giao dịch uh, rất là tốt và đến thời điểm hiện tại thì cũng gần như target 15 trên 15 nó đã đạt được rồi nó đạt được ở trong phiên giao dịch ngày thứ tư uh, ngắn hạn có vùng hỗ trợ 14.2 14.4 thì các anh chị có thể thu gom ở vùng này và lên đến vùng target kỹ thuật thì chúng ta có thể bán đi uh, cái phần mà chúng ta trao được uh, nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì chúng đang ngắm ngắm khả năng nhịp này thì SMC sẽ đánh lên vùng 16 và xa hơn thì sẽ ở khoảng quanh vùng 17 À, tuy nhiên để lên được cái vùng này thì điều kiện cần và đủ các anh chị lưu ý điều kiện cần và đủ đó là ờ à, đó là cái biên đây cái biên hỗ trợ 14 14.4 14 14.4 14 phải được giữ và tích lũy thành công ở cổ phiếu ADS <laughs> sau khi chia thì chúng ta thấy rằng là ADS trong tuần thì nó cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 16.8 đến vùng 17 và nó có một nhịp chỉnh cung à, nhìn chung về tín hiệu đường mát nó đang có một cái sự suy yếu ở trong tuần vừa qua Đấy, bắt đầu từ phiên này thì nó bắt đầu có sự suy yếu chính vì vậy nên là cái xu hướng mà uh, phục hồi của cổ phiếu trong ngắn hạn là chúng ta sẽ chưa thể tính đoán được uh, cái xu hướng phục hồi và nó sẽ quay trở lại test và nó test <laughs> nó test về đâu thì nó test về vùng 16 sáu uh, tuần tới thì có thể và thậm chí là nó sẽ lắc dơ lắc qua biên 16 một tí tức là ở đây nó có thể lắc xuống đến tận vùng 15 7 đến khoảng vùng 16 thì chúng ta đánh giá thêm cái vùng hỗ trợ tuần này sau khi đạt target rồi thì đương nhiên cổ phiếu nó sẽ chỉnh cung thôi <laughs> PTB hiện tại thì tín hiệu đường mát đang xấu Chính vậy nên là cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục có suy, xu hướng tích lũy chỉnh giảm và tạo nền Thì ngắn hạn Hùng sẽ tiếp tục đánh giá vùng 50.5 đến khoảng vùng 51.2 hai ờ, tích lũy thành công ở vùng này thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, có thể nâng thêm những cái tác kỹ thuật cao hơn đối với PTB bởi vì PTB nó kéo một nhịp từ 47 lên đến tận vùng 55 một nhịp kéo khá là sốc và bây giờ thì nó đang diện, nó đang quay trở lại để mà nó lấp lại cái target kỹ thuật thì đối với CCL ở đây thì đối với mã cổ phiếu này Hùng khuyến nghị các anh chị ấy, chúng ta đánh dài cầm dài một tí các anh chị nhé CCL ở đây thì nó nó đang cái gì ạ nó đang 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 đang, có cái vùng hỗ trợ ở đây vùng 7 khá là đẹp này và cái nhịp sau cái nhịp mà nó kéo lên vùng 8.2 thì nó lại tiếp tục quay trở lại thép cung ở vùng 7.4 7.5 Ok, lực cầu của hai phiên ngày phiên ngày thứ năm, ngày thứ sáu là tương đối tốt như vậy với cái lực cầu ngắn hạn như vậy thì cũng tiếp tục kỳ vọng đẩy cái ta cái kỹ thuật ở vùng 8.2, 8.5. Mục tiêu của CCL đánh dài gom dài. À, chúng ta hãy nhìn như thế này để chúng ta ngắm được một cái một cái hành trình các anh chị và chúng ta đừng có nhìn những cái ngắn quá. Khi chúng ta nhìn những cái ngắn quá thì tự dưng là cái view tầm mắt của chúng ta sẽ bị 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 bị, bị, bị lại bởi những cái À, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn, Nhưng khi chúng ta view dài thì chúng ta đánh sẽ rất là ok đó. Thì ví dụ như vậy là chúng ta view về 10 và view về 14 đó là những cái target kỹ thuật của CCL. Um, con thôi được rồi con 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 CRE con CRE thì là uh, Tim Hùng cũng đã phân tích và khuyến nghị và con này thì cũng nằm dài cầm dài đánh dài đó và đến thời điểm hiện tại là nó bắt đầu có những thành quả đầu tiên rồi các anh chị đó CRE nó bắt đầu có thành quả đầu tiên và chúng ta hãy cứ view view một cái tầm một cái trang kỹ thuật nó dài như thế này đi nó đâu đó à, cái vùng mua ở đây này là vùng mua vùng 8 vùng 8.3 đó và có thể là nó sẽ view về vùng 18 tim hùng thì Hùng có đây có nhiều cái mã cổ phiếu hay lắm nhưng mà thời gian thì không thể mà nào mà chúng ta chuyển tải hết được tất cả những cái dữ liệu kỹ thuật Ví dụ từ ngày mùng 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 1 tháng 6 thì cũng đã dự báo rằng là đây sẽ là một siêu phẩm À, đây sẽ là một siêu phẩm đây anh em chuẩn bị tiền anh em chuẩn bị tiền để chuẩn bị vào siêu phẩm này dự kiến đánh tưng bừng ngang dọc ờ, à, và cũng phải khô máu như VCI à, ai còn tiền mặt thì comment để ủng phân tích và cái ảnh chụp uh, đây ảnh chụp của cổ phiếu đó tại thời điểm đó là giá 9.13 giá 9.13 và sau một giai đoạn uh, CRE tích lũy khá là tốt thì bây giờ đã nâng được lên 10.6 và cái nhịp mà CREE nó chỉnh cung về đây này về ở khoảng quanh cái vùng 85 đến 9 này, đấy là vùng mà đã phân tích để nhặt rất là tốt và thời điểm hiện tại thì cầu của nó đánh khá là tốt và các anh chị vẫn còn cơ hội phía trước nếu như chúng ta chịu khó chắt lọc thì các anh chị cứ vào vị thế và sau đó khả năng nó còn lắc nhé, nó còn chỉnh cung này, cái biên tiếp theo mà để mà ở đây nó sẽ khoảng vùng 9.4 và đến khoảng vùng 9.7. Đây sẽ là vùng mà có thể sau khi nó kéo xong và index nó sẽ sập một nhịp và đây sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo để nó tích lũy tạo nền và đây sẽ là điểm mua vàng thứ hai điểm mua vàng thứ nhất ở đây điểm mua vàng thứ hai ở đây và nó sẽ có tiếp tục có những cái điểm mua vàng ở các cái vị thế tiếp theo chỉ lưu ý rồi uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, nhóm ngành thủy sản gồm mã cổ phiếu asm thì các anh chị lưu ý là đối với nhóm thủy sản á thì Hùng thấy hiện tại nó cũng đang tích lũy nền khá là tốt và đây cũng có thể là sẽ là một cái cơ hội, một cái sóng ngành 6 tháng cuối năm. Thì đối với HM trong nhịp gần nhất là Hùng đã có khuyến nghị cho các anh chị cái điểm mua ở khoảng quanh vùng 1.2 đến 11.35 và tuần này thì rất là đẹp rồi. Nó đã chính thức là đẩy lên được vùng 12.3 và nó đang bị tụt lại tức là nó đóng đúng kháng cự tuần thì về bản chất là bao giờ nó kéo một là nó kéo vượt kháng cự tuần rồi sau đó nó test lại kháng cự tuần hai là gặp kháng cự tuần nó chỉnh luôn thì ở đây là nó đã có những cái phiên tích lũy ở trước đó để nó đánh kháng cự tuần nên là khả năng tuần tới thì cái việc mà uh, cổ phiếu chỉnh sâu thì cũng nghĩa là sẽ không có và mục tiêu mục tiêu trong nhịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm uh, cái cản kỹ thuật của ASM lên khoảng quanh vùng 13. ba id Uh, sóng thủy sản thì uh, chúng ta ăn thủy sản uh, 6 tháng cuối năm các anh chị nhé uh, đối với ADI ở trong nhịp vừa qua thì cũng đã phân tích uh, rất sát những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nó ở vùng 13.3 13.5 và trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến ở quanh vùng 14 thì đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt khi chúng ta mua ở những cái điểm hỗ trợ này thì rất là ok và nó cũng đã đánh lên được vùng 14.8 uh, suýt sát cản kỹ thuật 15 mục tiêu ở đây thì cũng vẫn đặt là vẫn là cái target kỹ thuật của nó sẽ ngắm lên cả 15 đến khoảng khoảng 15.5. Đấy là cái target tiếp theo. À, CMX, CMX trong tuần thì chính thức là CMX đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 11 trên 11 và nó đánh lên được khoảng vùng 11.3 và sau khi mà đánh lên được cái vùng này thì nó bắt đầu diện nó bắt đầu có cái sự rung lắc. Thì đây là một cái điều dễ hiểu thôi và cái sự rung lắc này cũng rất là đẹp. Uh, nó lắc về đâu đó khoảng 10.5 10.6 và mục tiêu ở trong nhịp này thì như vậy là CMX sẽ đánh vượt vượt cái 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 cản 11 và để chúng ta ngắm lên cái vùng target kỹ thuật 12 còn đối với CMX ở nhịp này thì chúng ta cũng sẽ phải nhìn dài ra một tí view rộng 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 dài ra một tí và khi CMX nó vào sóng á, thì nó đánh khoảng tầm độ 2-3 tuần thì nó có một cái target cực kỳ khủng ở sau đó nên là chúng ta cũng không cần phải vội vàng cổ phiếu cứ tích lũy nhẹ nhàng rồi cứ thế túc tắc đi và hiện tại thì cmx đang đi theo cái hình tăng cưa cũng đang tương đối là đẹp ANV cũng đã bảo với mọi người mua rồi mua thêm rồi đó là ở đâu đó khoảng vùng 35 36 ở đây đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt tuần này thì nó bắt đầu đẩy target lên và ngắn hạn thì chúng ta cứ ngắm ở vùng 39 đến khoảng vùng 40 nó bay được cái cản kỹ thuật này thì khi đó thì chúng ta mới nâng cái target tiếp theo lên có thể là nó sẽ còn phải nó sẽ còn phải đạp lại một nhịp nữa nhỏ nhỏ đây rồi nó mới kéo được thì cái, cái xu hướng ở đây thì cũng sẽ phân tích thêm nhưng về cơ bản là chúng ta có những cái vị thế mua thấp ở dưới này như vậy là chúng ta đã thành công rồi à, VHC cũng à, khuyến nghị à, mua thêm VHC hiện tại bây giờ nó đang nghỉ ngơi ở vùng 74 7374 và trong tuần này thì nó tiếp tục có những cái diện có những cái điểm tích lũy tại đây và anh chị đã vô hình dung chúng ta đã có một hai tuần hai tuần để mua thêm tích lũy à, cái xu hướng của của phiếu VHC và tuần này thì nó tiếp tục đánh lên cản kỹ thuật 76 76.7 à. 76.7. Và dừng lại ở khoảng quanh vùng 76. sáu à, nhìn về tín hiệu kỹ thuật khá là đẹp, mục tiêu thì vẫn ngắm lên cản kỹ thuật 80. mươi à, xa xăm hơn thì chúng ta tính sau. Danh mục thứ ba đó là chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành diệt may gồm mã cổ phiếu TNG thì đến thời điểm hiện tại là chính thức là TNG cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 21 trên 21 Đồng rồi. nó có một vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 19.7 đến khoảng vùng 20 Nhìn cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này là cực kỳ đẹp Các anh chị nói chung là cứ đến hỗ trợ đến tầm này thì chúng ta sẽ cứ hỗ trợ chúng ta mua Với vị thế chúng ta đang có các anh chị nhá Phải lưu ý là vị thế chúng ta đang có bởi vì là TNG á TNG nếu nhớ không nhầm thì cái điểm mà phân tích điểm mua TNG đây này đó là vùng 13.4 đến vùng 14 từ khoảng tầm tháng tháng 2 cho đến bây giờ là tháng 8 tức là chúng ta đã trải qua khoảng tầm 6 tháng rồi đó chứ không phải là ấy và và đến thời điểm hiện tại thì target nó vẫn chưa hết Hùng ừ, vẫn tiếp tục phân tích target lên đó tức là cái hành trình của chúng ta nó đi rất là dài chứ không phải đi ngày 1 ngày hai đâu anh chị không phải đi một hai phiên thì ở đây là chúng ta có hỗ trợ này 19 7 10 20 khá là tốt mục tiêu ở đây là ngắm cản 21 thì đã thành công rồi và xa xăm hơn thì chúng ta đang ngắm lên cái dùng giá mục tiêu 22 trên 22 cổ phiếu VGT VGT ở đây là trích soát đoạt target 14.5 à, Tuy nhiên trong tuần này nó phát sinh một cái tín hiệu kỹ thuật này là chúng ta lưu ý tức là tín hiệu đường mát nó bị gì ạ nó cắm đầu và khi tín hiệu đường mát nó bị cắm đầu như vậy á, thì xu hướng đây chính kể từ cái phiên này thì đa phần khi cái đường mát nó xuất hiện như vậy thì kể từ cái phiên giao dịch đấy thì gì ạ? xu hướng cổ phiếu nó sẽ chỉnh cung và nó sẽ tích lũy và đây các anh chị nhìn thấy đây hiện tại thì um, VGT vẫn bình thường các anh chị 129 đến khoảng vùng 13 đây là vùng tích lũy đóng cửa vùng 13 4 là ngon đấy nhé không vấn đề gì cả và nó tích lũy thành công ở đây các anh chị cứ mua đi đó có vị thế chúng ta mua và sau đó thì nó lại tiếp tục đẩy lên ở vùng 14 14 3 14 5 đấy sẽ là những vùng mà chúng ta sẽ bán ra đảo hàng cổ phiếu GIL đánh dài gom dài view dài nói chung cái gì cũng dài hết á thì ở đây là vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 hiện tại thì cổ phiếu đang tích lũy tương đối là đẹp cản ngắn kỹ thuật 32 vùng đang dự kiến ở trong nhịp này nó sẽ ngắm lên vùng kỹ thuật 34 đến khoảng vùng 35 à, nhóm ngành thứ tư chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành cao su gồm mã cổ phiếu DRI thì đối với DRI ngắn hạn vùng 9 là vùng cản kỹ thuật đồng thời nó có hỗ trợ vùng 8.3 8.4 như vậy về đến vùng hỗ trợ các anh chị có thể mua và về đến vùng kháng cự chúng ta có thể bán bớt hàng đi đấy là nguyên lý đấy là nguyên tắc các anh chị cứ làm đúng uh, cái nguyên lý như vậy thì uh, tự dưng sau này tài khoản của chúng ta nó sẽ nở nang ra, nó sẽ thành công, nó nó sẽ rất là ok, nó không vấn đề gì cả. Uh, rồi, DRC trong tuần vừa qua đó thì DRC tiếp tục chỉ, công lại vùng cản kỹ thuật vùng 23.5, vùng 24, tương đối đẹp. Và sau đó thì nó chỉnh cung này, đấy nó test tích lũy. Đó, vậy thì những anh chị mà mua ở vùng 24 là sai rồi. Đây là cản mà. Uh, đấy mà còn đối với những anh chị mà mua ở vùng 22.7 đến khoảng vùng 23 à, là thắng bởi vì đây là hỗ trợ ít nhất mua ở vùng 23 thì đóng cửa kết tuần ở vùng 23.5 chúng ta lãi 0.5 đó nhưng mà ví dụ chúng ta mua ở vùng 24 mà đóng cửa 23.5 chúng ta lỗ 0.5 bản chất nó như vậy vậy thì cái sự thành công và sự thất bại nó chỉ khác nhau ở chỗ đấy thôi đó nó khác nhau với người mua đúng hỗ trợ à, đúng thậm chí là nếu mà đặt đúng cái nhịp này đúng 22.8 vẫn còn khớp đây này đó. Vậy thì cái, cái câu chuyện là gì chúng ta cần phải phân tích được gì ạ Vùng hộ nào là vùng hỗ trợ, vùng nào là vùng kháng cự Đúng không? Vùng nào thì chúng ta nên mua, vùng nào chúng ta nên bán đấy Thế còn là không ai đúng được tuyệt đối 100% đâu Ví dụ Hùng phân tích ở vùng 22.7 Nhưng mà cái nến này nó về không đến 22.7 đâu 22.75 tức là nó 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 suy soát có 0.05 nữa Ví dụ đấy. đấy Còn cái thứ hai nữa ví dụ Hùng bảo là ta Cái vùng kháng cự ở 23.5 đến khoảng vùng 24 Thì đấy cuối cùng cuối, cái, cái nến kết tuần nó đóng đúng kháng cự 23.5 và trong tuần thì nó trích soát lên vùng 24 như vậy đây là vùng cản và hiện tại thì cái xu hướng này nó vẫn tiếp diễn à, khả năng tuần tới tuần tới thì nó vẫn còn một cái nhịp uh, trả nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 23 nói chung là nhẹ nhẹ nhàng ở đây thôi thích ví và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật là vùng 24 đây vẫn là vùng 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 giá mục tiêu chuyển quan điểm kỹ thuật cùng còn nó đi được xa hơn thì cũng sẽ phân tích tiếp nhưng mà DRC khá là đẹp hiện tại vẫn đang ok cổ phiếu GVR, xem GVR đến đâu rồi? GVR vẫn đang rất đẹp đi sideways ngang và đi như này cực đẹp luôn. ở đây là vùng 21.2 là hỗ trợ kỹ thuật và cản 22, 22.22.5 đó. và tuần này thì nó bắt đầu nó đi được lên đến vùng 22.5 rồi các anh chị. đó và mục tiêu, mục tiêu trong nhịp này thì cũng đang hướng về cản kỹ thuật 24 ờ, hoàn toàn khả thi, đó, hoàn toàn khả thi đấy các anh chị. nắm tiếp. Cổ phiếu PHR như vậy tuần này chính thức đạt target 53 trên 53 và cái điểm tích lũy của PHR ở trong nhịp trước đây ở vùng 50 50.5 vẫn rất là đẹp. <laughs> trong tuần vừa qua thì nó cũng chỉ test lại mút mút mát ở cái cái điểm tham chiếu của cái điểm đóng cửa tuần trước thôi, như vậy là cực kỳ là tuyệt vời. À, mục tiêu à, mục tiêu thì bây giờ nó đang hơi lừng khừng. Mục tiêu thì đang hơi lừng khừng nên là thôi chưa nâng lên mục tiêu, tuần tới thì khả năng vẫn tức là cái mục tiêu xa xăm á, thì ở đây Hùng đã nói rồi nó vùng 55 đến khoảng vùng 56 mục tiêu xa xăm nó sẽ vươn lên ở tầm đó Tuy nhiên tuần tới khả năng vẫn vẫn còn điểm test bởi vì khi nó gặp phải cái cản 50 ba uh, 53 53 lên này thì khả năng nó vẫn còn một cái nhịp test tích lũy lại đây rồi mới kéo được nhưng mà xu hướng thì vẫn tốt và chúng ta vẫn cứ cầm Ờ uh, nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ phân tích uh, nhóm ngành tiếp theo VGI <laughs> Viettel và FPT thì đối với VGI trong tuần suy soát đạt target 27.5 và nó lại tiếp tục dịa lùi lại vùng 26 ờ, trong ngắn hạn chúng ta có vùng 25.6 đến vùng 26 là vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị có thể thu gom vùng 27.5 đến vùng 28 là cảng kỹ thuật có thể chốt bớt ờ, chúng ta cứ đánh nhẹ nhàng như vậy đã ok ờ, cổ phiếu CTR CTR như vậy là đuối rồi đuối rồi các anh chị nhá ở đây là vùng 76 như vậy là target Mark target đạt được ở trong nhịp đó là vùng 76 ba cây nến và thậm chí trong tuần này thì nó tiếp tục quay lại vùng 72 với đường MACD uh, cắm đầu đi xuống và cái lực bán tương đối là mạnh chính vậy nên là tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở vùng 72 trong trường hợp thủng 72 thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 69.3 đến khoảng vùng 70 Ờ, uh, thì tùy khẩu vị của anh chị nếu mà nắm lại thì khả năng nó sẽ về đây rồi về đây nó tích lũy như thế nào thì nó sẽ giống ở bên nhịp này thì cũng sẽ phân tích chứ còn bây giờ chúng ta cũng chưa thể đoán được đoán được là nó sẽ đi như thế nào VTP khá là khỏe như vậy là cái nhịp vừa qua đây cái vùng hỗ trợ này ở đây là vùng hỗ trợ 37.5 đến khoảng vùng 383 và đã suy soát lên được đến gần đến cái target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 46 nó chỉnh cung tích lũy à, nhìn chung vẫn khá là đẹp à, cái xu hướng mà nó chỉnh mà nó tích lũy lại quanh vùng 42 42.5 như vậy là ổn đóng cửa ở vùng 43.3 đó thì VTP tích lũy ở nhịp này là như vậy là ok và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm cản kỹ thuật 46 không có gì thay đổi ở cổ phiếu FPT đấy, FPT của em Hùng bây giờ nó lớn mạnh lắm rồi các anh chị đấy. chúng ta kiên nhẫn một tí đúng không ạ và đến thời điểm hiện tại thì FPT quá tuyệt vời rồi 66.5 67.5 và hiện tại đã đạt lên được target 82 Uh, mục tiêu thì trong nhịp này thì khả năng FPT sẽ ngắm lên vùng target kỹ thuật 90 thậm chí là nhịp này thì uh, có thể là nó sẽ đánh về mệnh 100 như vậy là nó cũng đánh về 100 có nghĩa là nó đã lên đến đỉnh cao bây giờ là 90 là nó cũng cao nhất của mọi thời đại rồi còn lên đến 100 nữa thì quá là tuyệt vời nó cũng là một cái mã cổ phiếu đặc thù về ngành công nghệ thì có thể lồng ghép vào trong cái nhóm của Viettel cũng được Ok, uh, nhóm ngành thứ sáu chúng ta sẽ phân tích đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì đối với bất động sản khu công nghiệp ngay từ quý 4 của năm 2022 thì Hùng Lê cũng đã định hướng rằng đây sẽ là một cái nhóm ngành Ok các anh chị, đây sẽ là một nhóm ngành mà chúng ta sẽ theo hết cái chiều dài của năm 2023 Và chúng ta nhìn thấy rằng là khoảng đồng tháng 3 tháng 4 thì KBC bắt đầu có cái mô hình tạo đáy hai đáy Đấy, hai cái ướm ấy này Đấy, đó, mô hình hai đáy và bắt đầu nó đi lên Và đến thời điểm hiện tại thì uh, Chúng ta đã có một cái hành trình sóng Về cổ phiếu KBC rất là tuyệt vời Nói chung là cũng không có gì phải Phải chia trách cả đúng không anh chị Đánh từ vùng 22 và bây giờ đã lên đến vùng 32 rồi tăng 10.000 Trên một cổ phiếu 10 mà chia cho 22 như vậy là cũng sấp xỉ Gần 50% đúng không ạ Đánh lên vào vùng 34 là coi như Đạt 50% thì ở trong tuần vừa qua KBC test đẹp đẹp như trăng rằm 31.7 đến vùng 32. Vùng này thì Hùng đã có phân tích cho anh chị rồi. Đấy, chúng ta mua hỗ trợ có phải ngon không? Ngon luôn. Ít nhất là không lỗ. À, và chúng ta gia tăng vị thế theo thời gian qua thời gian cực kỳ đẹp. Ngắm lên target kỹ thuật 34, 34, 34, 34 35. Ờ à, target này thì chưa thay đổi. ITA, ITA chơi tất tay chưa các anh chị? Hùng à, vẫn nói vui với các anh chị ở trên nhóm của Hùng là có ai có chơi khô máu không? thì cái câu chuyện ấy là muốn khô máu hay không khô máu ấy thì nó tùy cái khẩu vị rủi ro tức là tài chính của chúng ta sẽ như thế nào đó, chứ không phải là tài chính được có khoảng một hai trăm triệu xong đấy là mua tất tay trong đến lúc đấy tài chính muốn mua tất tay được nó phải tầm ba bốn tỷ và và cái và cái tầm đó không phải là tầm ba bốn tỷ để chúng ta đầu tư hết vào đây đâu chúng ta đầu tư theo thời gian từ từ đi đến đâu ngắm đến đấy đi đến đâu tích đến đấy đi đến đâu gia tăng đến đấy ok đấy là cái cách mà gọi là khô máu là phải khô như thế chứ không phải là ba bốn tỷ ông tấp phát khô luôn chết cha luôn đó vậy thì các anh chị lưu ý này trong cái nhịp mà 5.3 5.5 à, à, xin lỗi 6.3 6.5 ở đây là vùng cản đúng không ạ thì tại cái điểm này là hùng đã dừng lại và hùng phân tích rằng là nó sẽ chỉnh thì chỉnh về đâu đó, chỉnh về 5.5 5.5 mà thủng thì nó về đâu về 4 về 5 đến vùng 5.2 và chính thức đến thời điểm hiện tại là khả năng cao thì cái vùng 5 đến vùng 5.2 nó đã kết thúc cái nhịp gì ạ? nhịp chỉnh cung trong cái nhịp vừa qua như vậy bây giờ thì chúng ta lại rà thêm ở vùng 5.5 đến vùng 5.6 các anh chị mua thêm và đấy đúng không ạ đây mua thêm mục tiêu ở đây thì bây giờ nó lại về vùng 6365 và ở đây nó trả lại một nhịp không thủng vùng 6 À đây lại tức là đây có điểm mua này, đây có điểm mua và cái điểm này sẽ là điểm mua tiếp theo. Đó, chứ không phải là là các anh chị là cứ bảo khô máu làm phát tất tay luôn, mai nó sập sàn để phát hoặc là là nó 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 ấy không kịp tê cộng mình vỡ mồm luôn. Nhưng mà mình cứ gia tăng theo thời gian thì vô hình, dung ví dụ bây giờ tuần này ta có 10.000 ITA, tuần sau ta có 20.000 ITA và tháng sau chúng ta có 50.000 ITA trong tài khoản rồi thì cứ gia tăng như vậy á thì khi mà chúng ta gia tăng thêm trong trường hợp có cái sự rủi ro ví dụ như là à, cổ phiếu nó bán hoặc là mình mua xong các cái điểm mua gia tăng ở trên này mà nó hỏng thì như vậy là chúng ta có 50.000 cổ phiếu mà chúng ta bán ra. Chúng ta giảm thiểu được rất nhiều cái sự rủi ro và cái cách à, cái cách đánh một cái mã cổ phiếu ở trên kỹ thuật dài các anh chị nó đòi hỏi rất nhiều các cái cái kỹ năng và chúng ta cần phải lưu ý những cái kỹ năng mà hùng vừa nói xong đó, đó chính là những cái kỹ năng tích lũy dần dần, tích lũy từ từ và chúng ta sẽ đi lên. Đó Kể cả những mã cổ phiếu ssc như vậy thôi. chúng ta có rất nhiều các cái điểm mua thêm các anh chị và và đến thời điểm hiện tại đây. Đó, từ đâu đó khoảng vùng 22 và chúng ta có rất nhiều các điểm mua thêm trong quá trình mùng lên phân tích. Đó và cái, những cái điểm mua thêm đó chính là những cái điểm chúng ta gia tăng từ từ. Đó, ví dụ trong tuần vừa qua thì ít nhất là chúng ta sẽ có một cái điểm gia tăng ở đây này, nếu mùng đã không nhầm thì ở đây. Tức là điểm mua, điểm mua ở khoảng vùng 35.7. Đó tức là khi mà nó công kháng cự 37 thì bao giờ nó phải tụt áp một phát rồi nó mới nó phải tụt áp một phát rồi nó mới nó mới nó mới kéo nó mới chạy tiếp được và những cái điểm tụt áp đó chính là những cái điểm gia tăng thêm tuần này thì nó đóng cửa đúng kháng cự tuần 37 à, đóng cửa đúng 37 trên 37 mục tiêu của SSC tích lũy thành công ở vùng 32.5 32 32.30 đây đây là mấy ta 35.2 35.2 chỗ này đánh lộn đấy này 35.2.2 đến 35.5 tích lũy thành công của vùng này thì chúng ta tiếp tục uh, nâng cái tác kỳ vọng SSC đến khoảng vùng 40 khoảng vùng 42 bất động sản của công nghiệp chúng ta chiến đấu cho hết năm 2023 uh, từ đầu năm 23 đến bây giờ nói chung là từ đầu năm 23 đến bây giờ và vẫn tiếp tục chiến đấu nôm na nó là như vậy đấy là những cái sóng rất là dài nó như sóng đầu tư công Ờ à, IDC trong tuần thì khá là tốt đó đã có sĩ soát tiệm cận lên được đến như gì kháng cự 47 này 46 5, 5 47 nó tụt một tí không sao à, dòng tiền thì vẫn đang tương đối là ổn định mục tiêu của chúng ta vẫn ngắm vùng 47 48 không có gì thay đổi à, VGC VGC Ok đẹp các anh chị à, mục tiêu thì chúng ta đang hướng về cản 48 sau đó cản 50 tuần này thì nó tiếp tục đánh ở vùng 48 này à, đồng thời nó tích lũy ở vùng 46 khá là đẹp hoặc có sâu hơn thì vùng 44.9 đến khoảng vùng 45 453 3 các anh chị nhá đó nhưng mà khả năng về đến cái vùng đấy thì Hùng nghĩ là nó cũng hơi khó ở trong thời điểm hiện tại thì thị trường nó đánh cũng đang khá là tốt nên là loanh quanh ở khoảng quanh vùng 46 46.5 thôi và nó sẽ tiếp tục kéo và mục tiêu của chúng ta thì không có gì thay đổi cả ở đây là vùng 48 49 50 Cổ phiếu DTD thì giai đoạn này vơ bèo vượt test thôi các anh chị Bởi vì là nó đã tăng quá là tốt rồi Ai mà thích thích thì hỗ trợ Ví dụ 34 mua ít rồi lên vùng 37, 38 thì bán ra Thậm chí là nhịp này có thể Theo cái quan điểm của Hùng thì nó đang còn một kéo một cái nhịp nữa Nó đã kéo vừa vượt, vượt lên khoảng tầm 40, 45 Rồi lên thế này nó mới phân phối Cách nó là như vậy Nó ru ngủ nhà đầu tư Và khi nào mà nhà đầu tư ngủ say thì khi đó nó mới chơi Chứ còn nhà đầu tư mà đang tỉnh táo nó không chơi đâu Các anh chị phải hiểu một cái nguyên lý như vậy tí nữa phần cuối bản tin thì cũng sẽ phân tích cái nội dung đó uh, tiếp ở đây uh, cảng kỹ thuật 23.5 tuần này thì nó tiếp tục đánh vùng 23.5 nhưng mà không thành nhưng đồng thời nó cũng sẽ có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây tương đối là tốt này 21.7 đến khoảng vùng 22 xa hơn sẽ là vùng 22.3 đây sẽ là những vùng mà anh chị có thể uh, mua thêm và lên đến vùng cảng kỹ thuật thì chúng ta có thể bán đi nhịp này thì cũng đang kỳ vọng tiếp sẽ đánh đến khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 25.5 cổ phiếu D2D. D2D thì đây các anh chị ờ uh, như hùng đã có phân tích đến cái cái, cái từ phiên này thì nó bắt đầu diện tín hiệu đường mã CD suy yếu chính vậy nên là gì nó sẽ thiên về kịch bản là chỉnh giảm. Và các anh chị nhìn thấy đấy ạ, nó chỉnh giảm từ vùng hỗ trợ 31. Chấm, à từ vùng kháng cự 31 8 3. Hiện tại tuần vừa qua thì nó về 30 và xu hướng thì nó đang test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 29, khả năng tuần tới thì nó sẽ sideways ở trong một cái biên hẹp để nó thử tải thêm cái xu hướng uh, kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng vùng 20 uh, 20 29 anh chị nhá. Xem CTI nào, CTI đang uh, ấy quá nhỉ. CTI đang quay CT hiện tại là CT hiện tại ở đây hỗ trợ 16 16.3 à, tuần vừa qua thì nó tiếp tục công cản 17 đó nó lên được 17 chấm mấy đấy này nhưng mà nó công cản chưa thành công cản chưa thành và xu hướng thì như vậy là xu hướng nó phải tích lũy lại một tí rồi đường tín hiệu đường mát như thế này là hơi hơi đuối rồi đấy anh chị với chung thì ông chả nhìn nhiều các chỉ báo kỹ thuật đâu Chủ yếu là nhìn về dòng tiền phán đoán về tâm lý hành vi của nhà đầu tư Sau đó thì chúng ta nhìn một số các cái chỉ báo kỹ thuật thôi Chúng ta cũng ngờ ngợ ra được cái xu hướng của cổ phiếu Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích đến nhóm ngành tiếp theo Thì cái nhóm ngành bất động sản dân cư hiện tại có rất nhiều các mã cổ phiếu tốt Và các cái mã cổ phiếu mà team đã phân tích liên tục phân tích và kể cả đến thời điểm hiện tại vẫn phân tích nhưng mà bản tin tuần thì chúng ta sẽ không thể không thể nào mà chuyển hóa được hết thì ok ông sẽ dành thời gian để sẽ đi phân tích bản tin riêng nói chung là tuần các cái tuần vừa qua thì cá nhân ông Lê khá là bận không thể nào mà làm nổi bản tin đấy cũng hứa với các anh chị là là làm rồi nhưng không thể làm nổi bởi vì trong tuần vừa qua thì uh, chuẩn bị uh, đầu cơ cổ phiếu nha nha nên là <laughs> mất khá nhiều thời gian các anh chị đó thì uh, về HDG đấy và thậm chí là đây um, trong tuần vừa qua thì um, đã có đến uh, thằng uh, Novaland và thằng Phát Đạt đấy là hai cái thằng mà chúng ta sẽ phải uh, chiến đấu mạnh tay ở giai đoạn này. và chiến đấu mạnh tay như thế nào, uh, cái phương pháp như bắt cổ phiếu như thế nào thì uh, có thể các anh chị sẽ inbox để hỏi Hùng Lê. Hai là các anh chị sẽ uh, mời về team cùng lê để chúng ta à, đọc những cái phân tích này thì như vậy là nó sẽ dễ hơn đó và nó sẽ chi tiết hơn à, chúng ta có những cái sự trao đổi một một đó, chúng ta có những cái sự hỗ trợ tận tình chu đáo 24 mươi trên bảy các anh chị cùng làm việc hết mình luôn không có 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 ngại cái gì hết ạ rồi à, và nhóm đó thì chúng ta sẽ làm bản tin riêng các anh chị nhé không còn thời gian không đủ thời gian <laughs> à, sang nhóm thép thì à, hòa phát ở đây 27.7 đến khoảng vùng 28 đang là vùng nó là vừa vùng về bản chất bây giờ nó sẽ thành vùng hỗ trợ trước đây nó là vùng kháng cự nhưng bây giờ nó thành hỗ trợ và các anh chị nhìn thấy đây là 5 cây nến nó đi trên cái vùng hỗ trợ như này khá là tốt mục tiêu thì cũng uh, sơ sơ đạt được 28 rồi thì rốn thêm tí nữa lên khoảng tầm 30 anh em chốt chiếc tí cho nó cho rôm rả được ạ hoa sen đẹp hoa sen um, hoa sen tuần vừa qua đánh quá đẹp luôn đó nó test cung nó cũng chỉ test lại ở trên vùng 18.2 và cây đến kết tuần thì tuyệt vời với lực cầu 21 triệu tín hiệu đường ma CD thì nó đang dốc lên nó xanh gì như thế này thì có lý do gì mà để cổ phiếu nó giảm không anh chị không có lý do gì để cổ phiếu giảm cả à, mục tiêu mục tiêu chúng ta đặt ra đó là vùng 19.5 tuần tới thì nó sẽ tiếp tục công cái cản 19.5 và thậm chí có thể kéo lên vùng 20 sau đó nó sẽ chỉnh cung Nam Kim đó, Nam Kim thì cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 20 trên 20 liên tục có những cây nến doji kéo lên tủ xuống kéo lên tủ xuống nhưng nôm na là nhìn vẫn đẹp không có vấn đề gì đó, vùng hỗ trợ của Nam Kim ở đây vùng 19 19.2 ngon lành trước đây nó là kháng cự các anh chị thì bây giờ nó lại thành cái vùng hỗ trợ đây 19 và 19.2 đó ok bây giờ thì nó lại thành cái vùng hỗ trợ nhỏ nhỏ đây à, đẹp à, và mục tiêu thì chúng ta vẫn như vậy thôi tiếp tục đánh lên vùng 20 20.5 và À, trong cái trường hợp nếu như mà nó bách được cái cản 20.5 thì đồng sẽ phân tích lên một cái target nó cao hơn ở đây nó ngắm lên khoảng quanh vùng 22 nhưng cái đấy là về vạn sự tùy duyên à, cổ phiếu VGS nhìn chung thì trong tuần vừa qua VGS hơi xấu nó không có nhiều các cái yếu tố đột biến một điều nôm na dễ hiểu đó là tín hiệu đường MACD nó đang hơi kém à, mục tiêu thì nó sẽ tích lũy tiếp ở vùng 18.5 có thể mua thêm ở vùng này và nó hồi lên khoảng quanh vùng 20 20.5 thì bán đi Uh, cổ phiếu TVN đánh dài gom dài nhìn dài uh, ngắn hạn ở vùng 7.4 7.5 đang là hỗ trợ kỹ thuật vùng 8 đang là cản uh, và chúng ta sẽ view ở trên sạc kỹ thuật tuần một tí đó uh, nó đang hình thành được một cái uptrend ở trong ngắn hạn và cái uptrend này thì nó sẽ phải xây từ từ uh, nó sẽ đi công những cái cản kỹ thuật trong ngắn hạn đó và uh, theo thời gian thì chúng ta sẽ lấy những cái hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta gì ta thu gom thêm TVN cũng vậy đánh dài gom dài nhìn dài à tv rồi tlh tlh cũng như vậy các anh chị nhá hiện tại thì tlh đây một nó đang hình thành một cái úp chen úp chen rất đẹp à, cứ chen chen là đẹp nó chen chen là đẹp mà sọc sọc là xấu ở đây là sau khi mà nó bứt được cái cản uh, target kỹ thuật đi ta chứ gọi là vùng 8.5 8.65 thì nó cũng đang có những cái cái xây nó đi khá giống cái thằng 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 HPG đó nó cứ chạm với hỗ trợ 8.5 nó lại đẩy lên chạm hỗ trợ 8.5 đẩy lên thì trong ngắn hạn ở đây có 8.35 các anh chị 8.35 8.5 nếu như có điều kiện còn, còn 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 tiền thì các anh chị có thể gom thêm ở vùng này mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm ở vùng 9.4 9.5 tiếp theo thì chúng ta sẽ sang nhóm đầu tư công vật liệu đầu tư công thì hai nhóm này thì ông cũng đã bắt đầu phân tích từ quý 4 của năm 2022 và chúng ta cũng có những cái định hướng rất sâu rất dài ở nhóm này đó là chúng ta sẽ đánh Chiến lược cho hết năm 2023 Và hiện tại thì sóng của ngành này vẫn đang tiếp diễn Rồi KSB Chưa kết thúc Thì ta cứ phân tích thôi khi nào mà hết sóng thì chúng ta sẽ phân tích hết sóng mà chưa hết sóng thì chúng ta vẫn cứ vơ vèo vừa test thôi Vùng 30.8 Và trong tuần vừa qua thì nó sẽ có vùng 31, 31.3 Đang là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn và các anh chị nhìn thấy đây, ở trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này cũng đã công được cái target mục tiêu là 33. Đó, vậy thì gì? Vậy thì đây này, vậy thì trong những cái tuần trước á, đó, đó, khi mà cái hỗ trợ 30.8 này chúng ta có thể mua. Và tuần này thì vô hình dung ở 33 thì chốt bớt đi. Tùy, không chốt thì chúng ta cứ cầm cầm thì chúng ta lại tiếp tục uh, trao thêm ở những cái vùng hỗ trợ tiếp theo ví dụ quanh vùng 31, 31.2, 31.3 và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm 32.5 đến khoảng vùng 33 xa xăm hơn nó đẹp đó, nó lên 35 Tuy nhiên là để lên được 35 cái tín hiệu đường mát này phải thay đổi tín hiệu đường mát mà vẫn đang như thế này là chưa được KSB PLC đó PLC trong tuần vừa qua nháy phát lên 40 một phát hai phát ba phát thôi ba phát 40 và nó đang lùi lại một tí điều dễ hiểu 40 là kháng cự đương nhiên nó phải trùn lại 38 năm vùng 39 đây là vùng tích lũy kỹ thuật mục tiêu vẫn tiếp tục ngắm lên vùng 40 41 42 đó ba cả cái kỹ thuật này dự kiến là khả năng là là là, là nó sẽ đạt được đó. thì hỗ trợ bán à, xin lỗi chết hỗ trợ bán thì hỏng hết cả bài à, BCC BCC ở đây có vùng 13.5 13.7 hiện tại đang hỗ trợ tuần này thì nó đang bám biên ở 14 tương đối là tốt đấy mục tiêu ở đây thì một hai cây nó đẩy lên khoảng vùng 15 15.5 thì bán bớt đi ở vùng hỗ trợ thì chúng ta mua vào à, Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu VCG VCG cây ngày thứ sáu hơi kinh Thì đến thời điểm hiện tại VCG đạt target kỹ thuật 26 trên 26, đây là một target cực kỳ tuyệt vời sau khi chia Và cổ phiếu đã có một cái sự thành công rất là lớn Thì đến cái vùng 26 này là cũng, cũng hơi căng cơ một tí Nhưng mà sau cái sự căng cơ đó thì chúng ta sẽ đi phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 24.5 các anh chị ở đây tạm thời có vùng hỗ trợ ở đây thì trong tuần nó nháy về 24.5 nó kéo lên nhưng mà khả năng thì hùng hùng nghĩ rằng là cái việc mà nó rút lên này nó chưa chưa thuyết phục đâu nên là nó sẽ còn một đến hai nhịp đạp về vùng 24 đến vùng 24.5 và nó xây ở cái vùng này nó xây ổn định nó xây hợp lý ở đây rồi khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái target cao hơn của VCG VCG ờ, khả năng có được lên được đến khoảng vùng 29.5 Bởi vì bây giờ nó đang là tổng thầu của thằng 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 sân bay Long Thành nó nhiều gói thầu lắm và cái thằng này là một cái thằng cũng rất là ok Nên là uh, Nó sẽ tích lũy tiếp Ai bán thì bán đi ai cầm thì sẽ cầm tiếp và như vậy thì để chúng ta xác định cái xu hướng Cổ phiếu FCOM uh, Trong tuần thì nó cũng đã xích soát đạt target 18 trên 18 Đánh được 17.95 17.9 như vậy là cách target ta phân tích ở đây có 0.1 nữa thôi Và nó chỉnh cung, nhìn xu hướng ngắn hạn thì nó đang chỉnh cung Và Cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 16.5, 16.5 khoảng vùng 17 Đây uh... có 4 CNCO4. CnCo4 thì trong tuần Nó cũng đã đạt target 15 trên 15 Và nó chỉnh cung nó chỉnh thì chỉnh về đâu? Vùng 14, 14.2 à, Đấy, nó chích, chích khá là đẹp Đấy, ví dụ các anh chị đặt được 14 là dính con này là bây giờ 14.5 0.5 để mà 0.5 mà chia cho 14 là bao nhiêu các anh chị? 3.5% 3,5% với lãi suất ngân hàng bây giờ gửi đâu đó được 6% một năm thì điểm này lên điểm này là đã bằng hơn nửa lãi suất gửi ngân hàng trong một năm thì các anh chị biết được là À cái sự đầu tư trên thị trường chứng khoán nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái những cái biên lợi nhuận rất là tốt. Tất nhiên là gì chúng ta cần phải có cái sự kỷ luật, chúng ta phải cần có kiến thức chứ không phải là cứ ào 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 cứ thế là làm là không được đâu. Thì uh, cnco có 4 ở đây, chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 15 thôi. Đó. Mà nếu chúng ta mua được ở vùng uh, 14.2 mà lên 15 ví dụ vậy là 0.7 nhỉ? không à, 8 thử chia thêm 0.8 mà chia cho 14.2 ok các anh chị 5.6 phần trăm hoàn thành target mục tiêu của một năm anh chị gửi banh đó thì đơn giản như vậy thôi còn đối với CNCO4 thì chúng ta đã có một cái hành trình này dài lắm các anh chị ơi dài 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 dàng dạc ở dưới này rồi ngoài ăn cổ tức ngoài ngoài rất nhiều thứ thì bây giờ là chúng ta đã có những cái target kỹ thuật rất là cao đối với C4G ok Uh, LCG à, LCG cũng là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị đang cầm nắm khá là nhiều. Thì trong tuần LCG cũng đã có xuất hiện một cây nến. Đấy, cây nến này chính là cây nến vùng mua phòng này. Chúng ta kỳ vọng một cây nến đẩy lên khoảng vùng 14.5 sau đó tích lũy trở lại. Thì cây nến cổ phiếu ngày thứ hai là nó đã đạt mục tiêu và nó tích lũy trở lại thì cái điểm tích lũy này cũng đang đẹp 13.8 đến 14 là ok. Uh, nhìn chung thì chúng ta lại tiếp tục ngắm 14.5 và 15. Nói chung là nhịp này thì Uh, trong một cái 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 bên này này. Các anh chị thì uh, trong cái phân tích của Hùng ở đây thì khi mà có nhìn nhận ở cái vùng 10.6 đến khoảng vùng 11.4 á là cổ phiếu này không thủng và nó cứ tích lũy đi, đi ngang. Thì với một cái tích lũy như vậy thì khả năng là nó sẽ đi tiếp được một cái nhịp sóng, nó sẽ tăng lên được khoảng vùng 17, 16 đến vùng 17. Thì bây giờ nó đang hiện thực hóa dần cái ý, ý tưởng, ý tưởng Hùng. Và nếu như nó đạt được 17, tức là có nghĩa là ý tưởng của chúng ta phân tích đúng là đạt 17 trên 17 và tại cái vùng này thì anh chị em thôi đủ rồi các anh chị 16 17 là đủ lắm rồi Nếu như nó lên được đến cái vùng này thì đấy sẽ là cái vùng chúng ta chốt lãi à, Các anh chị chúng ta chốt lãi chúng ta bảo toàn lợi nhuận Rồi sau một cái nhịp đầu tư rất thành công Đó, ở vùng 11.2, 11.3 và lên được vùng 17 Cổ phiếu C4 À rồi quên nhầm G36 Cầu đường thì g vẫn đẹp đó hiện tại vẫn đẹp xu hướng vẫn là ốc rồi đây vẫn là 9.75 đến vùng 10 là hỗ trợ kỹ thuật ok có thể mua thêm ở trong vùng hỗ trợ này và vùng cảng kỹ thuật thì vẫn là 11 đến vùng 11.3 đây tuần trước nó nháy về 11 này thì có thể là một cái ngày đẹp trời nào đó nó lại tiếp tục nó nháy về đúng cái hỗ trợ đúng cái kháng cự này <laughs> rồi nhóm ngành dầu khí PLX hiện tại thì VKT đang tăng khá là tốt nhịp này với KT tăng khá tốt và khả năng bất cản 82 để nó đi về khoảng vùng 85 86 ở nhịp này là cao đó giá dầu đang rất là ok bởi vì anh Nga anh cũng đang rất là là thắng thế và các cái nước xuất khẩu dầu mỏ cũng đang cắt giảm những sản lượng rất là là kinh khủng luôn họ cắt 500 đến triệu thùng trên ngày luôn nó bóp cho giá dầu lên thì đấy cũng là một cái sự hợp lý thôi bởi vì nếu mà giá dầu mà thấp quá thì các cái quốc gia mà có những cái nguồn nguồn tài nguyên đấy là họ bị bất lợi Thay vì uh, uh, có thời điểm là giá dầu còn xuống còn có 20 đô một thùng rồi các anh chị nhé Và đến thời điểm hiện tại là 80 đô. Tức là tại cái thời điểm đó là ông phải uh, ông phải khoan ông phải bơm 4 thùng dầu thì mới bây giờ mới bằng bằng một thùng thì không có lý do gì mà họ phá giá dầu cả. Đó. Tội gì đúng không ạ? Chở container nó rất là nặng. Thay vì ông chở 4 thùng đi xuất khẩu, tôi chở thùng bây giờ giá trị bằng nhau. Vậy thì tôi chọn phương án nào? Chắc chắn với hùng Lê hùng này chọn phương án là xuất khẩu một thùng. Chứ không chọn xuất khẩu 4 thùng đó đấy là cái cách thức tiếp cận vấn đề um, PLX thì bây giờ nó đang chỉnh ở đây nó là chỉnh 40 hoặc cái điểm sâu so sâu -so hơn ở đây là khoảng tầm vùng là 39.7 nói chung là nôm na ở dưới cái kênh xu hướng này một tí và nó lấp lại đây là cái những cái nhịp mà nó rũ nhà đầu tư nhỏ lẻ này những cái ông nhỏ lẻ nào hỡi các ông ôm ở vùng 42 43 đây là cái vùng cản kỹ thuật tại sao các ông cứ nhảy vào Đấy, và tín hiệu đường mát thì nó cũng chưa có cái sự thu hồi Chính vậy nên là gì ạ? Chúng ta cần quan sát thêm, nó vẫn còn chỉnh Cổ phiếu PVS ở trong tuần hình như đánh đánh khá là tốt đúng không nhỉ? PVS hay PVD? PVD à, ờ, PVS thì bây giờ chúng ta vẫn có cản cái thuật 35 Tuần này đấy các anh chị này, nó vẫn tiếp tục công cản 35 đó 35, 35.5 này Rồi sau đó thì nó vẫn gì ạ? Nó có vùng hỗ trợ cái thuật ở đây 36 đến vùng 34 Nói chung là ngắn hạn thì chúng ta nó sẽ đi sideways như vậy Và Sau một cái giai đoạn sideways thì sẽ tiếp tục phân tích cái xu hướng PVD thì trong tuần vừa qua đẹp đó. Vậy thì đây vùng hỗ trợ kỹ thuật mùng đã có phân tích cho anh chị trong nhịp vừa qua đó vùng 24.3, 24.5 cứ về đến vùng hỗ trợ thì gì nó kéo lên và sau đó uh, chạm đến vùng kháng cự thì nó lại đạp xuống đó và những cái hỗ trợ rất là đẹp đây đó, rất đẹp tuần này thì quá đẹp rồi tuần này thì nó chính thức bứt cản 26 tức là đến thời điểm hiện tại thì cái cản 26 nó đã bứt lực cầu tốt và tín hiệu đường MACD nó bắt đầu có gì ạ bắt đầu có cái sự chuyển pha từ phiên giao dịch của ngày thứ uh, mấy đấy ạ từ phiên giao dịch của ngày thứ ba từ phiên giao dịch của ngày thứ ba thì tín hiệu đường mã sẽ bắt đầu chuyển pha sang xanh và đấy là nó 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 báo hiệu cho chúng ta ở những cái xu hướng tích cực của cổ phiếu ở trong những cái phiên giao dịch tiếp theo và đúng như vậy phiên ngày thứ sáu thì quá tuyệt vời lực cầu 8 triệu và như vậy chúng ta sẽ ngắm lên cả cái thuật khoảng vùng 28 oi ở đây thì hỗ trợ cái thuật đây rồi vùng 10.6 10.8 và mục tiêu thì nó sẽ đánh lên khoảng vùng 11.3 11.5 anh chị nhé ở BSR hiện tại đang rất là đẹp và sau những cái điểm mua thêm ở khoảng quanh vùng 17.8 đến khoảng vùng 18 tuần này thì BSR đã có những thời điểm đánh vượt thoát vùng 18.5 đóng cửa vùng 18.6 thì đối với BSR nếu như chúng ta nhìn ở một góc nhìn chung và dài hạn thì đây đang là những cái giai đoạn cổ phiếu tích lũy à, cổ phiếu tích lũy và sau một cái giai đoạn tích lũy đó thì nó sẽ đến những cái giai đoạn nó gọi là giai đoạn bùng nổ các anh chị những cái giai đoạn bùng nổ nó sẽ nằm ở phía sau này này và chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta chờ đợi thêm và BSR rất là đẹp. À, khuyến nghị các anh chị có thể đánh đánh to ở nhịp này được đánh to đánh dài ở nhịp này được đối với BSR nhóm banh ấy, nhóm banh hiện tại cũng đang rất là đẹp và có thể chúng ta sẽ làm một cái video riêng về nhóm banh được không anh chị nhóm banh chúng ta sẽ làm riêng và bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích nhóm ảnh cuối cùng ở trong bản tin này đó là nhóm ảnh chứng khoán thì uh, chứng khoán hiện tại nó vẫn đang ở trên trạc kỹ thuật tuần, nó vẫn đang là uptrend và tuần này thì nhóm chứng khoán cũng đã tiến thêm được những cái bước tiến mà theo quan điểm của kỹ thuật cùng là đẹp. Uh, VCI tuần này chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 44 trên 44, đồng thời nó có hỗ trợ 42, khả năng ngắn hạn thì uh, nó sẽ sideways ở khoảng quanh vùng 42 44, khỏe ơn thì nó sẽ kéo lên được khoảng vùng 45 đến khoảng vùng 46. sáu cổ phiếu HCM tương đối đẹp, uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. 29.5 chúng ta đã phân tích ở khoảng 3 tuần giao dịch vừa qua thì nó đang giao, gọi là đang giữ 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 trend cực ok. Tuần này thì nó cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 31 trên 31 và đang tiếp tục công cản thì cái cái tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái xu hướng ở vùng 31 đến khoảng vùng 32. SSI cũng đã chính thức hoàn thành chưa hoàn thành, chưa hoàn thành. À, chưa hoàn thành. Ờ à, suy soát, suy soát hoàn thành thôi. Ta các kỹ thuật của SSI ở vùng 30 đến khoảng vùng 31 và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục công cái cản kỹ thuật này và thậm chí có thể à, vùng 30 31 đây cũng chỉ chính xác luôn ạ và khi tiệm cận đến cái vùng này thì nó là vùng cản nên có thể nó có sự rung lắc thì tùy khẩu vị các anh chị có thể canh chốt bớt đi đó và trong những cái nhịp mùng phân tích ở đây vùng 27.6 đến khoảng vùng 28 hỗ trợ kỹ thuật đó là những cái vùng mà chúng ta thu gom và lên đến những vùng kháng cự thì anh chị vui lòng và chúng ta bán bớt đi à, cứ nắm hùng cái nguyên lý như vậy đó cứ làm đúng như vậy Hùng Cổ phiếu VND quá tuyệt vời. Đó, VND thì tuần này cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 19.5 uh, 20. Đây anh chị, 20. Và với một cái nến kéo như thế này, đây bắt đầu này, bắt đầu từ cái tín hiệu tuần trước đúng không? Có phân tích này, tín hiệu đường mã CD bắt đầu xanh. Và khi nó bắt đầu xanh thì đấy là một cái tín hiệu tuyệt vời để báo hiệu rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trưởng ở trong những thời gian tới. Khả năng với đà hưng phấn hiện tại có thể nó sẽ kéo lên vùng 20.5, vùng 21 và sau đó nó sẽ chỉ cung tích lũy. À, tích lũy chỉnh cung thành công ở khoảng biên vùng 20 19 7 khoảng vùng 20 thì lúc đó sẽ tiếp tục nâng target kỹ thuật lên vùng 21.5 đến khoảng vùng 22. Và nhìn về mặt xu hướng là nhịp này 21.5 đến vùng 22 là trong tầm tay của cổ phiếu VND. SHS vẫn đẹp, vẫn áp chen chưa có cái gì phá trang cả à, vẫn cứ trang trang à, vẫn cứ trang 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 là thấy thích rồi đúng không ạ À, vẫn trang trang là thích rồi Vẫn trang trang ở đây trang trang lên đâu ta 15 à, 15 trên 15 rồi tuần này thì nó chính thức đạt 15 trên 15 Và đang hướng về vùng giá mục tiêu tiếp theo ở 16 đến khoảng vùng 16.3 FTS uh, xu hướng vẫn đẹp uh, Không có gì thay đổi biên hỗ trợ 30.5 khoảng vùng 31 và mục tiêu thì như vậy là nó sẽ hướng lên khoảng vùng 35 36 Ở đây sẽ là vùng cả kỹ thuật và khi lên đến vùng này thì chúng ta lưu ý uh, chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lợi nhuận uh, SBS SBS ở đây thì uh, hỗ trợ kỹ thuật 7.9 đến vùng 8 kháng cự ở đây đó là vùng 8.5 thì như vậy tạm thời trong một cái biên ngắn các anh chị nhé chúng ta cứ ngắm như vậy đã VX thì nó như con trâu điên như con trâu điên các anh chị như con trâu điên chính thức là hơn 100 tăng hơn 100 phần uh, tăng hơn 100 kể từ cái vùng mùng phân tích ở đây là vùng 6 đến khoảng 6.5 và đến thời điểm hiện tại là đã hơn 100% rồi Chưa tính cổ tức Chưa tính chúng ta ăn cổ tức Ăn cho cổ tức gọi là Toát mồm luôn Và đến thời điểm hiện tại thì với quá tuyệt vời Trong tuần vừa qua thì với chỉnh cung Nó cũng chỉnh không chỉnh đến về vùng 13.5 Các anh chị nó chỉ rơ lắc ở khoảng quanh vùng đây này Cái điểm thấp nhất ở đây khoảng 13.7 .13 rồi cây nến kết tuần với lực cầu mươi 33 triệu cổ phiếu trên một phiên Đánh trâu bò thật Rất trâu bò Ngắm target 16 mà xa xăm hơn có khi nhịp này kéo lên vùng 17, 17.5 Trăm tầm đánh kiểu này là trong tầm tay uh, AGR ở đây thì cũng không có nhiều yếu tố 14.8, 15 là hỗ trợ bây giờ là nó sẽ tiếp tục công cản 15.5 Bứt được 15.5 thì nó lên 16 và nhịp này thì sơn sơn sang sang khoảng tầm 17, 17.5 đang dư dự như vậy Nó lên được đến cái tầm này thì như vậy đấy là cái target kỹ thuật rất là đẹp để các anh chị canh chốt APS xem nào vẫn uh, chưa đạt sau một giai đoạn uh, khủng hoảng thì nó bắt đầu tích lũy và chúng ta phải chờ đợi thêm thôi vùng 6 mươi uh, chưa chém cá được và khi nào mà chém cá được thì cũng sẽ phân tích uh, VDS vẫn đẹp đây có hai cái yếm đây các anh chị em mang cái giải yếm đào Đấy, yếm đào đây bên này mới yếm đây uh, về cơ bản là vẫn đẹp hỗ trợ đây 14 14.5 năm uh, Kháng cự ở đây là vùng 16 Nói chung nhịp này thì đang kỳ vọng là đánh lên vùng 16 Bứt được vùng 16 Thì xa xăm hơn Xa xăm hơn thì chúng ta Mục tiêu mà nhìn về dài dài Thì cũng đang ngắm ở 17 Thì nó mới là chuẩn Nhưng mà cứ đến 16 đã Để xem xem thử là đâu Còn lực cầu nó phải đánh liên tục Nó cứ quẩy khoảng tầm độ Triệu rưỡi, triệu bảy, hai triệu Cổ phiếu trên một phiên là được ORS thì tuyệt vời Ông mặt trời, đó Nói đến mã cổ phiếu ORS thì các anh chị thấy rằng là qua những cái quá trình mà Hùng phân tích 12.7 đến 13 là hỗ trợ sau đó Hùng tiếp tục phân tích 13.8 đến 14 là hỗ trợ và trong hai tuần gần đây 3 tuần gần đây 15 15.2 các anh chị cứ xem lại những bản tin tuần thì chúng ta sẽ nắm được những ý đồ của Hùng đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng cản kỹ thuật của nó là vùng 16 thì tuần này nó chính thức là gì ạ bất cản 16 ở trong phiên kết tuần với một lực cầu 9 triệu cổ phiếu trên một phiên hơi hơi cứng đấy đó Thế thì sau một cái lực cầu như vậy á, thì khả năng Đấy là theo khả năng cũng thôi Có thể nó sẽ có cái sự hưng phấn để nó kéo thêm một hai phiên nữa Nhưng mà nó sẽ chỉnh nhẹ một tí đây này, Rồi nó kéo tiếp Và mục tiêu thì ở vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 nhịp này nó là hợp lý ORS Và ORS khi mà nó vào những cái đoạn nó nó chạy nước rút được các anh chị Nhìn tê lắm Đấy đây đây này Chính là những cây nến mà mua phỏng đây Một cây hai cây Đó nên ORS sẽ có target khoảng đây này đây là cây nến tuần này cực kỳ đẹp này này ờ, khoảng tầm 28 đấy nó phải chơi nước rút như thế tức là khoảng tầm 28 anh chị nhé đấy, đến cái tuần này đó đến cái đoạn nó chạy thì lúc đó các anh chị mới thấy mới thấy được là cái sự kinh khủng nó giống như con APG ấy. APG bắt đầu nước rút đấy, APG bắt đầu xây những cây nến này và và rất có thể trong nhịp này thằng APG nó chơi một phát nó cũng có thể lên 18 có thể kéo lên vùng 18 hoàn toàn khả thi bởi vì uh, cái giai đoạn này đấy là cái giai đoạn nó tạo lập nền sau giai đoạn nó tạo lập nền thì nó bắt đầu kéo ít nhất là phải 18 hoặc không thì 16 nói chung là nó phải tầm tầm này thì thì nó mới 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 xả được đó rồi như vậy là tuần này thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây dừng uh, cái danh mục ở đây các mã cổ phiếu chưa được phân tích các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì hùng sẽ có một vài cái sự chia sẻ với các anh chị ok phần tiếp theo thì hùng sẽ đi sẽ đi chia sẻ một cái ý một cái một cái ý ở đây và các anh chị chúng ta sẽ nên nhớ đấy là hùng có chia sẻ câu chuyện thứ hai tâm lý hành vi của tay to và đội nái anh chị nhớ chân lý này ở trên thị trường và nếu chúng ta nhớ được chúng ta hiểu được cái bản chất của à, của 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 thị trường như vậy á thì chúng ta sẽ tránh những cái câu chuyện là lùa gà cái nhà đầu tư của chúng ta nó có một cái, cái 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 nó rất là buồn cười nó buồn cười kinh khủng các anh chị với những cái người mà nói rằng là lùa gà thì vô hình dung là các anh chị các anh chị có công nhận rằng các anh chị là con gà không? và và chúng ta có rất nhiều cái nền tảng kiến thức chúng ta có rất nhiều cái nguồn thông tin đó à, chúng ta có rất nhiều thời gian và chúng ta có tư duy chúng ta có kiến thức vậy tại sao chúng ta lại gọi chúng ta là con gà đúng không anh chị đó chúng ta phải chúng ta phải là những con gì ạ chúng ta phải là những con cáo à, chúng ta phải là những con cá mập để gì ạ chúng ta đi săn hàng chúng ta phải là những con cá sấu chúng ta kiên nhẫn để chúng ta há cái mồm này xong đến lúc là con mồi nó chạy đến chúng ta bớp một phát chết luôn đó Uh, hùng hùng rất là buồn rất là buồn với những anh chị em mà uh, <laughs> chúng ta cứ nói rằng là chúng ta là bị lùa gà lùa vịt đó thế vô hình dung mà chúng ta nhận chúng ta là con gà con vịt à tại sao chúng ta lại nhận chúng ta là như vậy các anh chị nó rất là buồn cười và cái nguồn thông tin ở cái 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 cái, cái thời đại này là nguồn thông tin mở chúng ta tìm hiểu nhiều kênh thông tin có thể chúng ta nghe hùng lê chúng ta nghe ai chỉ z chúng ta nghe tùm lum tà la rồi chúng ta đọc ở trang cà phê F, rồi chúng ta đọc ở trang người đồng hành rồi chúng ta xem thời sự rồi chúng ta xem những cái bài báo nước ngoài đó những cái bài báo về bbc nó viết về nền kinh tế triển vọng nền kinh tế việt nam nó như thế nào vân 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 rồi chúng ta qua những cái thống kê, chúng ta tìm hiểu qua những cái số liệu thống kê của cục thống kê để chúng ta xem xuất nhập khẩu như thế nào, doanh nghiệp như thế nào vân vân. Chúng ta có nhiều cái nguồn thông tin lắm. Và chúng ta chúng ta cứ bảo là Ơ bị lùa gà rồi lùa vịt. Thế là vô hình dung của chúng ta, chúng ta nhận chúng ta còn gà còn vịt. Nó rất là buồn cười. Thì các anh chị nhớ này, nhớ cho hùng hai ý. Là nhà đầu tư thì đi phân tích uh, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản. Đúng không ạ? À rồi, uh, rồi đội lái đội cá mập thì họ chuyên đi phân tích tâm lý hành vi của nhà đầu tư tại sao họ lại đi phân tích tâm lý hành vi của nhà đầu tư những cái đội tay to là họ không phân tích kỹ thuật đâu các anh chị bởi vì nó họ có tiền họ là người có tiền và họ là người tạo ra cái kỹ thuật đó thì tại sao họ phải đi phân tích kỹ thuật họ là người có tiền mà họ có hàng nghìn tỷ hàng trăm nghìn tỷ thích kéo một phát là cổ phiếu tím hoặc là thích đạp một phát là cổ phiếu sàn tức là họ là những nhà đầu tư tổ chức những nhà đầu tư rất lớn họ người có tiền thì không bao giờ họ đi phân tích kỹ thuật làm cái gì cả rồi đi phân tích cơ bản gì họ cũng chẳng cần đi phân tích cơ bản cái gì cả cũng Lê chia sẻ với anh chị là những cái nhà đầu tư mà nó họ có hàng trăm tỷ ấy, thì họ sẽ có một cái đội gọi là những những người giàu họ sẽ chơi với nhau những người nghèo sẽ chơi với nhau thì những cái đội đó là họ chơi với nhau và họ họ không cần phải đi phân tích cơ bản doanh nghiệp xin lỗi với anh chị như vậy à, kết quả kinh doanh của của quý này nó chưa ra nhưng mà nói chung là họ đã biết hết rồi tức là họ là những người được tiếp cận những cái nhà đầu tư tổ chức họ được tiếp cận đến những cái doanh nghiệp nó rất là sâu và rất là sát thậm chí là ví dụ quý 3 là họ đã họ đã đưa ra, tức là doanh nghiệp họ đã đưa ra một cái bức tranh về lợi nhuận trong quý 3 này như này, doanh nghiệp tao như này thì họ đã biết hết rồi. Cho nên là phân tích kỹ thuật họ không cần, phân tích cơ bản họ cũng không cần, vì họ là người có tiền. Họ có tiền họ không cần đi phân tích cái đó mà họ đi phân tích cái gì? Tâm lý hành vi của nhà đầu tư. Thì khi phân tích tâm lý hành vi của nhà đầu tư để làm gì? Để biết được là cái đoạn này mày ngủ chưa? Mày ngủ ngon chưa? Mày ngủ sâu chưa để tao coi như tao đạp cho mày một phát là đang ngủ ngon mà đang ngủ sâu thì đạp cho một phát là lăn bùm một phát là rơi xuống sông rơi xuống sông vẫn đang ngủ các anh chị vẫn đang ngủ và đến cái đoạn nào mà bắt đầu bắt đầu mới thấy mẹ nước người ướt hết người bắt đầu mới tỉnh tỉnh ơ, đang ở đâu nhỉ ờ thế thị trường sao tự dưng hôm nay nó sập mấy chục điểm ấy nhỉ mấy cổ phiếu đang tự nhiên đang đang xanh tự nhiên đang sàn đấy nhỉ vẫn chưa tỉnh ngủ đâu phải một hai phiên sau mới tỉnh ngủ đó thì Uh, cái cái đội tạo lập đó là họ đi phân tích tâm lý hành vi nhà đầu tư và khi nào mà nhà đầu tư mà ru ngủ nhà đầu tư ở trên cây nhà đầu tư vỗ ngực rằng là thị trường không thể sập được thì khi đó họ mới ra tay đó là cái cách kỳ cái thứ nhất kỳ thứ hai đấy là ai là người tạo ra sóng và ai là người bỏ tiền ra để nâng đỡ những bước đi đầu tiên của cổ phiếu đó chính là tạo lập đó chính là những người có tiền vậy thì họ phải có một cái bài toán khi họ bỏ ra 100 tỷ họ bỏ ra 1.000 tỷ để họ à, mua một cái cổ phiếu a một cái cổ phiếu b tại một cái giá ví dụ như là họ mua ở giá 10 với 1.000 tỷ ví dụ như vậy vậy thì họ sẽ phải nâng đỡ cái cổ phiếu lên đến vùng giá bao nhiêu để làm sao mà thu hồi vốn tức là họ phải thu hồi cái nghìn tỷ đó cộng với một cái biên lợi nhuận dự kiến mà họ đạt được ví dụ như là họ đặt ra một cái mục tiêu là sau khi tao bán hết cái lượng hàng 1.000 tỷ đó thì tao sẽ thu về khoảng tầm 30 phần trăm thì nếu như mà thu về 30 phần trăm thì để phân phối hết cái lượng hàng đó thì nó phải đánh lên khoảng tầm 60 phần trăm và sau đó nó phân phối dần thì, uh, thì, thì 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 như vậy là họ sẽ hiểu được là làm thế nào để thu hồi được vốn thì đương nhiên là phải thịt luộc nhà đầu tư nhỏ lẻ đó rất là như vậy chính vì vậy khi chúng ta hiểu được cái bản chất về vấn đề thì chúng ta sẽ tránh được là chúng ta sẽ không phải là con gà không phải là con vịt để nó lùa mà chúng ta phải là những gì ạ con cáo để mình biết được cái thời điểm nó thịt mình sắp thịt mình á thì mình nhảy ra đó mình nhảy ra đó và mình 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 chơi một cách an toàn hơn ví dụ như bây giờ ở vùng 1.200 điểm rồi chúng ta có một cái hành trình thành công rồi một cái biên lợi nhuận tốt rồi thì đây là thời điểm mà chúng ta cần phải à, đi chậm à, đi từ từ bán bớt đi con nào có lãi bán bớt đi chúng ta bán dần đi chúng ta chốt dần đi để làm gì để nếu nó có thịt á thì nó sẽ không thịt được mình sâu nó thịt được ít thôi nếu nó tiếp tục kéo tăng ok anh vẫn có lợi nhuận Ok, tao vẫn còn 50%. Ví dụ như đoạn này mà các anh chị để là 50% tiền mặt, 50% cổ phiếu. Thì xin thưa với các anh chị luôn là chúng ta là con cáo chứ không phải là chúng ta là con gà. Nhưng mà nếu tại thời điểm này mà anh chị vẫn full margin, đó, full margin rồi không có tỷ lệ tiền mặt thì sẽ đến một ngày chúng ta sẽ bị thành con gà. Đó, vậy thì đó đấy là do mình mà, do cái cái chiến lược của mình ở từng thời điểm như vậy á là nói hai cái ý đó như vậy để chia sẻ với các anh chị là gì như vậy là để mà nó thịt luộc mình á là nó phải ru ngủ nhà nhà đầu tư thế thì xét ở trong cái bối cảnh hiện tại á ở vùng 1.200 điểm với vùng 1.200 điểm á thì các anh chị cứ thử đi khảo sát tâm lý nhà đầu tư thì các anh chị theo như hùng bây giờ hùng nghĩ là khoảng tầm 100 nhà đầu tư thì gần như 100 nhà đầu tư không ngủ tức là gì tức là họ đang đang không ngủ không ngủ ở vùng 1.200 điểm bởi vì họ hiểu rằng đấy là vùng kháng cự ít nhất là mọi người sẽ bảo ảm à, tao phải xem liên tục nếu mà sập là tao bán nha hoặc là ai cũng chờ ở cái vùng 1.000 hiện tại là các nhà đầu tư ai cũng chờ ở cái vùng 1.200 điểm cho nên là cách tạo lập họ hiểu được cái điều đó tức là họ đang đi phân tích tâm lý hành vi của nhà đầu tư họ hiểu được cái điều đó nên là theo hùng là họ sẽ ru ngủ nhà đầu tư tiếp bằng cách cho thị trường chỉnh nhẹ kéo vượt lên một vài khúc rồi sau đó mới thịt Tức là nó nó để mà ru ngủ được nhà đầu tư, nó phải chơi khoảng tầm 4, 3 đến 4 nhịp. Tức là nhịp này, ví dụ nhịp này nhà đầu tư bảo sập đấy, nhưng nó không cho sập. Đấy, nhà đầu tư lại chủ quan lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, nhà đầu tư bảo nhịp này kháng tự nó sập đấy, nhưng nó vẫn không cho sập. Nó chỉnh một tí đẹo à, lên lần thứ hai. Vậy hai lần rồi, xong đến lần thứ ba, lại nhà đầu tư lại phân tích, ôi, vùng này vùng cản mạnh lắm, tao có khi phải chốt hay thế này kia. Nhưng một lần nữa tạo lập, họ lại không cho sập lần thứ ba sau ba lần đấy thì nhà đầu tư mới ngủ đến lần thứ tư mới ngủ lần này bảo sập thế đếch nào được nó đang kéo như thế nó chỉ có lên thôi đó phun mặt tin đi anh em nghe những cái đội nhóm nó hô cho ấy mua mạnh mẽ vào mua tới tấp vào phun mặt tin ui thị trường có thể lên vùng này vùng vào vùng này vùng kia bắt đầu đến đoạn lần thứ tư tức là nó phải nó phải ru ngủ qua 3 đến 4 lần đấy là cái cách đó cái cách các anh chị nhá đó vậy thì nói như vậy thì hùng, hùng <laughs> thấy rằng là ở cái vùng 1.200 điểm á, là họ 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 đang phân tích tâm lý nhà đầu tư thằng nào cũng thằng 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 nào cũng cũng cảnh giác ở vùng 1.200 điểm thì khả năng nó sẽ chưa thập đấy là theo cái tư duy của hùng nhá theo cái tư duy của hùng các anh chị tham khảo nhá chứ không là sao bảo mẹ thằng này nó nói thế mà sao nó sập phát đó thì nói như vậy là gì nói như vậy có nghĩa là không có nghĩa là 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 thị trường nó sẽ không sập nhưng mà nếu mà xét về tâm lý hành vi của 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 tạo lập là họ phân tích ở thời điểm này á là cái mốc ở 1.200 điểm là cái mốc mà ai cũng cảnh giác và chính vì ai những cảnh giác nếu nhà đầu nếu mà tạo lập họ để sập á thì nhà đầu tư nhỏ lẻ nó chốt cho nhá thì thì tạo lập cũng cũng bị úp bô luôn nó tạo lập cũng thành con gà luôn nói với các anh chị như thế cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều lắm mà khi mà họ chốt cho thì tạo lập họ cũng hoa hết cả mắt đấy chứ không phải đơn giản đâu và cái ý thứ hai cái ý thứ hai mà phân tích đó là hiện tại vn30 sideways ở trong biên hẹp ở vùng một nghìn một điểm vùng một hai điểm và ít nhất là cái biên hỗ trợ tuần ở vùng một nghìn à một 1180 đến 1, 18, 1882 vẫn đang giữ được. Thì khi cái biên này mà nó đang giữ được á, thì nó đang thể hiện cái ý đồ của tạo lập đang neo giữ thị trường và nó sẽ chưa cho thị trường thập. Đó thì là cái ý thứ hai. À, và cái ý thứ ba vẫn nhắc lại với nhà đầu tư ở trong giai đoạn hiện nay chúng ta lãi rồi, chúng ta tốt rồi, nhịp độ ok rồi, chúng ta chơi chậm lại, chúng ta chơi uh, thu hẹp lại. Mục tiêu ở giai đoạn này không phải là cố đấm ăn xôi Mục tiêu ở giai đoạn này là bảo toàn lợi nhuận đó, Bảo toàn lợi nhuận bằng cách nào Ví dụ chúng ta để cái tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu Nó là 50 trên 50 Trong trường hợp thị trường kéo tiếp Thì chúng ta sẽ còn gì ạ 50% cổ phiếu để chúng ta gì à, Gia tăng cái biên lợi nhuận Trong trường hợp thị trường chỉnh cung Thị trường đạp Thì chúng ta sẽ có 50% tiền mặt Ví dụ chúng ta có 1 tỷ Thì chúng ta đang có 500 triệu tiền mặt Để sẵn sàng vào vị thế khi thị trường chỉnh xong Ok, như vậy đấy là gì gì? Đấy là con cáo, đấy là gì? Đấy là con cá mập, đấy là gì? Đấy là con uh, con cá sấu. Đó chúng ta đừng có để đừng có để chúng ta bị biến thành con gà. Và nếu như chúng ta bị để chúng ta biến thành con gà đấy là tội của chúng ta chứ không phải tội của người khác. Đừng có bảo là thằng kia nó lùa, đó, thằng kia nó lừa rồi đừng có bảo thế này thế kia, đó là do mình mình không có chuẩn bị một cái kế hoạch tài chính, mình không chuẩn bị một kế hoạch giao dịch, mình không phân tích được thị trường, không phân tích được tâm lý hành vi của thị trường, không phân tích được cổ phiếu. Tất cả tất những yếu tố đó tổng hợp lại là lỗi của mình chứ không phải lỗi của người khác. đó. Thì mình chia sẻ như vậy một cái câu chuyện như vậy để anh chị em chúng ta cũng có được những cái góc nhìn tốt hơn, tối ưu hơn về thị trường và chúng ta phải phải xác định rằng trên thị trường chứng khoán nó là một cái thị trường cực kỳ khốc liệt. Chúng ta cần có nền tảng kiến thức, đồng thời đồng thời chúng ta cần có đội nhóm cũng không quan tâm đến các anh chị đánh ở đội nhóm nào ở đâu cái việc đó là cái sự lựa chọn của anh chị nhưng chúng ta phải có đội nhóm và đội nhóm đó phải chất lượng tức là họ phải phải định hướng được cho anh chị những cái ý ý ý hay ý đẹp lời hay ý đẹp và uh, định hướng được cho anh chị những cái đường đi để giúp cho anh chị có một cái tâm lý hành vi uh, tuyệt vời nhất uh, ok nhất uh, trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư rồi chia sẻ một câu chuyện như vậy thì các anh chị cũng sẽ hiểu được rất sâu về thị trường. Ok. À, phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ đi uh, nói về uh, bộ ba tham đồ chung của thị trường ở trong tuần vừa qua. Thì nhìn chung trong tuần vừa qua VN30 phái sinh và VN Index hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 1200 điểm và vùng hai uh, 1200 và vùng một 1210. Đó, đây. Thì uh, kết thúc các cái phiên giao dịch hàng ngày thường đều có một cái sự phân tích lại đó đây ví dụ kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai để chuẩn bị cho phiên giao kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba chuẩn bị phiên giao dịch ngày thứ tư thì chúng ta sẽ đánh giá những yếu tố gì ví dụ vn 30 đó tiếp tục công cản 1200 1210 phái sinh cũng như vậy và index cũng như vậy đồng thời chúng ta có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nào để chúng ta nắm được như vậy là chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên lý vận hành của thị trường hỗ trợ ở đâu, kháng cự ở đâu, mục tiêu ở đâu. Thì như vậy là trong tuần vừa qua thì chỉ số VN30 đánh tương đối tốt, phiên kết tuần thì có một cái cái sự bùng nổ phải nói là như vậy, có một sự bùng nổ và sự bùng nổ này đã giúp cho y chỉ số này vượt thoát cái cản 1210. Thì với cái tâm lý hành vi như vậy khả năng là nó sẽ có cái sự hưng phấn nên là phiên ngày thứ hai khả năng thì sẽ có một gáp tăng nhẹ nó sẽ có một gap tăng nhẹ đây và gap tăng nhẹ xong thì nó sẽ quay trở về lớp gap thì cái điểm lớp mà theo quan điểm của hùng đẹp nó sẽ có thể là nó sẽ lấp về cái điểm ở 1.205 điểm thậm chí là điểm sâu hơn vẫn là một vẫn là lấp về cái vùng 1.200 và như hùng có phân tích ở đây đó là chỉ số vn30 hiện tại đang bám biên 1 1.195 à, đến 1.200 điểm và khi cái biên này mà nó chưa bị vỡ thì như vậy chúng ta hoàn toàn yên tâm anh chị hoàn toàn yên tâm À, hoàn toàn yên tâm để cầm nắm nhưng khi nó bị vỡ nhá thì khi đó là chúng ta cần phải gì ạ? cần phải có những cái 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 thay đổi kịch bản thay đổi phương án và thay đổi chiến thuật <laughs> mục tiêu ở trong nhịp này mục tiêu trong tuần tới vn30 sẽ hướng vùng cản lên vùng 1.225 điểm và mắt có thể đạt được ở vùng 1.245 đến vùng 1.250 điểm các anh chị Đối với chỉ số phái sinh VN30F1M thì nó cũng đã có mức lực kéo khá là tốt và trong ngắn hạn các anh chị lưu ý phái sinh của chúng ta sẽ có đây cả VN30 nó sẽ có ở cái biên hỗ trợ tuần nó là vùng 1000 180 đến vùng 1182 và chừng nào mà nó vẫn còn ở trên cái vùng này thì như vậy là chúng ta vẫn cứ yên tâm Đó, chúng ta vẫn cứ yên tâm còn ngắn hạn ở trong tuần tới thì cái sự hưng phấn khả năng sẽ kéo phái sinh lên khoảng quanh vùng một nghìn điểm và sau đó nó sẽ bắt đầu quay trở lại test cung thì uh, test đẹp uh, test đẹp thì nó vẫn đi về ở khoảng quanh vùng một nghìn hai điểm uh, nó sẽ uh, nó sẽ test đẹp lại về quanh đây nói chung là nó sẽ sẽ có những điểm rung lắc lại về quanh đây tích lũy thành công và cầu long quay trở lại đó, cầu long quay trở lại đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái vùng target kỹ thuật của phá sinh lên ở khoảng vùng 1220 đến khoảng vùng 1225 điểm, đó là cái target tuần của phá sinh ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Đối với chỉ số VN Index, vì chỉ số VN Index thì trong tuần vừa qua nó cũng đã đạt được ở target kỹ thuật 1200, nhưng cái target 1210 thì nó chưa đạt được, mới đạt được đến 1207 điểm. À, như vậy đà hưng phấn thì có thể kéo chỉ số này lên khoảng quanh vùng 1210 đến 1215 và sau đó nó sẽ đi chỉnh cung và lấp lại gáp ở à, cái vùng chỉnh cung lấp lại gáp thì theo hùng nó cũng đẹp nó ở khoảng quanh vùng 1200 đến khoảng vùng 1203 05 điểm ở đây tích lũy thành công à, thì chúng ta vẫn tiếp tục à, kỳ vọng ở nhịp này Index sẽ tiếp tục kéo lên vùng cản ở đây đó là vùng 1220 đến vùng 1225 điểm đó là target tuần à, tiếp theo của bộ ba tham đấu chung của thị trường. Nhìn chung thì tâm lý hành vi của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại đang tương đối là tốt. À, tuần tới căn cứ à, tín hiệu kỹ thuật à, test tả lại cung và sau đó thì ông sẽ à, tiếp tục à, phân tích. Uh, cho các anh chị uh, những cái target cao hơn và ở uh, những yếu tố kỹ thuật biến động ở trong phiên, trong tuần thì Hùng sẽ liên tục cập nhật ở trên nhóm không chat NO02 và đồng thời cũng có chia sẻ lên các cái team cộng đồng cho các anh chị tham khảo. Uh, một lần nữa thì Hùng cũng trân trọng kính mời anh chị em nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc hiện tại đang giao dịch ở các công ty A, công ty B, công ty C. Uh, sau một thời gian theo dõi cái team của Hùng Lê thì cũng mời các anh chị về với tim tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta tiếp tục đồng hành, tiếp tục phát triển và hiện tại thì công ty chứng khoán VPS cũng đang có rất nhiều những cái chính sách ưu đãi về phí cho nhà đầu tư mới nên là đấy cũng là một cái lợi thế rất là lớn thì uh, rất mong là chúng ta sẽ có một cái hành trình hợp tác lâu dài và bền vững ở trên thị trường uh, bản tin tuần này đến đây là hết xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.